lệ quận Hà Nội và Lý Nhĩ Vân của thành phố Hồ Chí Minh. Trên bàn số 2, Kiều Tuyết Nhung của thành phố Hồ Chí Minh gặp Trần Tú Trân của Bà Rịa Vũng Tàu. Trên bàn số 3, Nguyễn Hoàng Yến Nhi của Đà Nẵng gặp Nguyễn Vy Vy Anh của thành phố Hồ Chí Minh. Trên bàn số 4, Dương Thúy Vy của thành phố Hồ Chí Minh gặp Bùi Xuân Vàng cùng đơn vị. Trên bàn số 5, Trần Thị Kim Nguyên của thành phố Hồ Chí Minh gặp Lê Tuyết Anh của Hà Nội. Trên bàn số 6, Trần Thị Thanh Lan của thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Thị Phương Nguyên của Bà Rịa Vũng Tàu.
mời liên hệ tất cả chúng ta nhận phần ra để giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình thi đấu giải bia soccer vô địch quốc gia vòng chung kết năm 2023 ở nội dung cờ rồng 3 băng diễn ra trên bảng số 1 với hai cầu thủ Nguyễn Quốc Phong của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Thanh Tùng cùng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Gia Thuận. Trên bảng số 2 Trần Kiến Chế của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đoàn Minh Kiệt của đơn vị Đà Nẵng điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Văn Phú. Trên bảng số 3 Trương Quang Hào thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Trần Văn Căn cùng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Kiều Ngọc Sáng. Trên bảng số 4 Phó Quốc Thắng thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đỗ Nguyễn Trung Hậu cùng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Văn Đồng. Trên bảng số 5 Trương Chí Minh thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Trần Cao Trí thuộc đơn vị Đồng Nai điều khiển trận đấu trọng tài Lưu Nhật Cường. Trên bảng số 6 Trần Hà Thanh thuộc đơn vị Bình Định gặp Lê Thành Tiến thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Lê Văn Hậu. Ở nội dung English diễn ra trên bảng số 7 giữa hai cầu thủ Nguyễn Trung Kiên thuộc đơn vị Hà Nội gặp Nguyễn Thanh Tâm thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Phan Văn Sửu. Trên bảng số 8 Phạm Quốc Cường thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Phạm Văn Hưng thuộc đơn vị Đà Nẵng điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Quang Thiện. Ở nội dung quân chính bi nữ diễn ra trên bàn số 1 với hai cầu thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ thuộc đơn vị Hà Nội gặp Lý Nghĩ Phân thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Tiến Trung. Trên bảng số 2 Nguyễn Huỳnh Lâm thuộc đơn vị Bà Rịa Vũng Tàu gặp Trần Tú Trân cùng đơn vị Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển trận đấu trọng tài Trần Minh. Trên bảng số 3 Nguyễn Hoàng Yến Nhi thuộc đơn vị Đà Nẵng gặp Nguyễn Vi Vi Anh thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Trương Tùng Thanh. Trên bảng số 4 Dương Thúy Phi thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Bùi Xuân Vàng cùng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Việt Hòa. Trên bảng số 5 Trần Thị Kim Quyên thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Lê Tuyết Anh thuộc đơn vị Hà Nội điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Thanh Vũ. Trên bảng số 6 Trần Thị Thanh Lan thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp Nguyễn Thị Phương Nguyên thuộc đơn vị Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển trận đấu trọng tài Đỗ Thành Luân. Các trận đấu bắt đầu.
Máy đến. Thank you.
không?